Chiều ngày 20 tháng 6, đoàn lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, trưởng ban dân vận thành ủy thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, đã đến thăm cơ quan đại diện các tỉnh phía Nam, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, báo Công giáo và Dân tộc, báo Sài Gòn Giải phóng Hoa Văn, nhân kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2022. Trưởng ban dân vận thành ủy thành phố Hồ Chí Minh mong muốn thời gian tới, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có thêm nhiều bài viết, phóng sự hay, tôn vinh cái đẹp, mặt tích cực, đồng thời phê phán cái xấu, những hành vi vi phạm pháp luật, đóng góp cho sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh. Tại báo Công giáo và Dân tộc, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp chúc đơn vị sẽ có những thành tựu mới, phát triển hơn nữa, đồng thời tiếp tục gắn bó với thành phố Hồ Chí Minh trong công tác tuyên truyền và các hoạt động chung. Tại báo Sài Gòn Giải phóng Hoa Văn, trưởng ban dân vận thành ủy thành phố Hồ Chí Minh gửi lời chúc mừng và nhấn mạnh, báo Sài Gòn Giải phóng Hoa Văn đã trở thành món ăn tinh thần cho đông đảo bạn đọc người Hoa với nhiều thông tin, bài viết đa dạng. Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp mong muốn báo sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong công tác thông tin tuyên truyền về thành phố Hồ Chí Minh. Thay mặt Đảng ủy, Ban biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, Phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng Nguyễn Ngọc Anh, phụ trách báo Sài Gòn Giải phóng Hoa Văn, cam kết nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Sáng cùng ngày, đoàn lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, đã đến thăm báo Quân đội Nhân dân và Truyền hình Quốc phòng Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong công tác phòng chống dịch COVID-19 vừa qua, báo đã tích cực đưa thông tin chính xác kịp thời, góp phần tạo niềm tin cho người dân, tạo sự ổn định của xã hội. Dịp này, đồng chí Lê Thanh Liêm chúc cán bộ, biên tập viên, phóng viên, lãnh đạo của hai đơn vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam.